Xin chào các bạn Nhắc tới những cái công ty mà có một chút chút hơi hướng công nghệ tại Việt Nam thì mình thấy rằng Có những công ty rất là tốt và những cái công ty rất tốt thì thường họ sẽ rất âm thầm các bạn Họ cực kỳ âm thầm và lặng lẽ còn những cái công ty giỏ Thì hay có những cái chiến dịch marketing gọi là nổ Nổ mà phải gọi là giống như kiểu bom ba càng trong bộ phim đào phở và piano đấy Nổ bánh càng luôn nổ mà mình chưa bao giờ mình thấy là những có một đất nước nào mà có nhiều công ty công nghệ mà nó nổ bánh sành giống như cửa Việt Nam cả. Nào là tốt nhất thế giới, đẳng cấp nhất thế giới, vươn tầm vũ trụ rồi là tôi là số 1, tôi là hiện đại ABC. Và trước đây thì mình đã từng kể cho bạn về rất là nhiều những công ty kiểu như vậy rồi và hôm nay mình sẽ kể thêm cho anh em một cái công ty. Nó bên là vận chuyển, nhưng mà mới đây nhất thì nghe nói là đầu tư công nghệ hiện đại mang tầm hàng đầu Việt Nam. Nhưng mà thực tế thì sau một thời gian mình bị ép buộc phải sử dụng cái công ty này Thì mình mới nhận ra là dịch vụ của họ dù có đầu tư thêm cả tỷ con robot Mà những cái con robot này nó thuộc mang tầm vũ trụ thế giới Thì nó cũng chậm và tệ giống như xưa mà thôi Vậy thì cái câu chuyện này nó là gì? Mình đang gặp vấn đề gì? Và rất nhiều người dùng khác đang gặp vấn đề gì? Thì video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về câu chuyện liên quan tới Viettel Boss Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ nói sơ qua về 200 cái con robot này. Thì theo như mình có xem một cái đoạn phóng sự của bên VTC ấy, thì hai con 200 con robot này thì do Viettel nghiên cứu và phát triển và phát triển nhanh lắm. Thì trong tầm 6 tháng thôi nhưng mà mình nghĩ rằng là có những cái mà dục tốc thì bắt đạt, bất đạt các bạn ạ. À, bên VTC họ có so sánh, cái này mình nghĩ là do truyền thông của Viettel Boss thôi, bảo rằng là nếu ở nước ngoài thì đâu đó mất 2 năm. Thì cái câu chuyện của nước ngoài có thể rằng là họ mất 2 năm để họ tạo ra một cái gọi là ổn định và một cái ok hơn. Còn bên Viettel á họ rút ngắn gọi là lấy gọi là lấy thành tích hay sao ấy mà 200 con robot này họ chỉ xử lý trong vòng 6 tháng thôi. Ừ, 6 tháng thôi nha các bạn, mình không biết là họ đặt bên Trung Quốc hay là họ tự phát triển hay làm gì mình không biết. Nhưng mà mình thấy rằng đó chính là dù họ có đầu tư cả tỷ con robot nữa thì cái câu chuyện đó chính là về cái cách vận hành của bên Viettelbot nó thực sự rất là có vấn đề. Thứ nhất đó chính là gì? Giờ giấc làm việc theo như trên website của Viettel thì họ sẽ làm việc thứ hai cho tới thứ bảy Đâu đó từ mình nhớ không nhầm là 7 rưỡi sáng cho tới là khoảng 20 giờ 30 tối ừ. Và có một cái điểm, có một cái thời điểm nhá mà họ giao chậm quá mình bắt buộc mình phải ra bưu cục lấy nhá, Thì mình mình hỏi cái đơn hàng đó thì họ có nói rằng là ở khi anh giao hàng anh uống cà phê rồi Mà lúc đó 9-10 giờ rồi các bạn Thì các bạn có thể thấy rằng là nhân viên của họ đang rất có vấn đề này quản lý là đã có vấn đề rồi đó. chứ không ai mình thấy rằng là những cái đơn vị dần chuyển khác nha ví dụ như là giao hàng tiết kiệm chúng mình chẳng hạn đi họ đi làm sớm đó các bạn thậm chí là 8 giờ là mình thấy là có những bạn gnt hoặc là có bạn giao hàng tiết kiệm nó vào giao đó luôn rồi hoặc thậm chí là bảy rưỡi thôi là đã, đã, đến giao rồi còn bên kia còn rùng rà rùng rình bắt đầu mình không tin đâu nhưng mà sau đó mình đi qua những cái khu mà quán cà phê thì đúng thật trời ơi toàn là áo của viettel boss thôi ra uống cà phê quá trời luôn đó, mình không biết là họ chấm công kiểu như là đến bấm mình nghĩ rằng là Viettel Bot là một công ty nó thiên hướng về nhà nước mà Cho nên là cứ đến bấm vân tay rồi đi chơi thì có vẻ là cũng được thì phải Thứ hai nữa đó chính là gì? Đó chính là họ đóng cửa rất là sớm à, Đây là cái bức ảnh mà mình chụp lúc 17 giờ 30 à 17 10 nha các bạn 17 giờ 10 mình còn có file đây này Mình có cả video camera hành trình cho xe của mình dừng nữa Thì đây vẫn là giờ làm việc nhá Đây vẫn là giờ làm việc nhưng mà họ đã đóng cửa về mất tiêu lâu rồi À, khi mà mình đăng lên á thì một số bạn có nói rằng là à, đó là cái, cái 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 phúc lợi của những người làm việc theo bot không nhá cái này không phải phúc lợi đâu mà các bạn đăng luôn đấy có nghĩa là các bạn đóng cửa về sớm hơn thời gian quy định nữa cơ đó, thì ngay cả ở một cái biêu cục á các bạn ấy còn làm việc cợt nhà như thế này thì làm sao mà hàng có đi nhanh được dù các bạn có đầu tư cả tỷ con robot đi chăng nữa thì nó vẫn không thể nhanh được nha các bạn à, ngay từ cái quy trình đầu tiên đó chính là quy trình về đóng mở một cái biêu cục này hay đó chính là quản lý nhân viên làm thế nào để ép nhân viên đi làm này không họ làm quá vui vẻ thì vậy ừ, quá vui vẻ luôn mình còn thậm chí cái thời điểm mà uh, gần tết nha thì họ thậm chí còn đóng cả biêu cục để đi ăn tết mà là để đi ăn tất niên mà các bạn mặc dù là thời gian làm việc á nhưng mà vẫn đóng biêu cục để đi ăn tất niên đó các bạn có thể thấy rằng là nó quá khủng khiếp Mặc dù là cái thời điểm Tết là cái thời gian mà rất là nhiều công việc nhưng mà họ vẫn sẵn sàng chơi lớn như vậy luôn. Cái điểm thứ hai nữa đó chính là cái quy trình mà họ đi hàng nó rất chi là có vấn đề. Tức là gì? Tức là đơn hàng nhận vào chiều mình có một cái đơn hàng vào ngày 20 vào lúc 14 giờ hai mươi mấy chiều này, 14 giờ hai mươi mấy chiều. Thông thường nhá, những cái đơn vị khác như là giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm, GNT hay thậm chí là VN Boss đó, họ sẽ đi hàng ngay lập tức trong chiều hôm đấy luôn, dù là nhanh hay là dù là chậm. Tuy nhiên đối với bên Viettel Boss Thì họ sẽ ngâm cho tới tối ngày hôm sau họ mới đi hàng cơ Tối ngày hôm sau họ mới đi hàng nha các bạn Và họ còn nói với mình như thế này khi mà mình gọi lên tổng đài đó Chính là họ chỉ tính cái KBI thời gian vận chuyển á là từ thời điểm mà xuất khỏi cái biêu cục đấy Tức là ví dụ biêu cục có giữ lại cái đơn hàng đó 10 ngày của mình đi chăng nữa Thì trong 10 ngày đó vẫn xem là hàng chưa có đến tay biêu cục Đó là những thứ mà 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 họ đang đang rất là lươn lẹo mặc dù là họ nhận cái phí không hề rẻ một chút nào mình thấy rằng là phí họ đắt đấy chứ phí họ rất là đắt nha một cái câu chuyện thứ ba nữa nó liên quan tới cái việc đó chính là khi mà hàng chậm khi hàng chậm á, thì họ lại đổ lỗi cho đơn vị vận chuyển mình không biết là họ đang thuê một cái đơn vị vận chuyển nào họ chỉ là người đứng trung gian mở biêu cục ra hay là họ còn vận chuyển thêm hàng nữa thì mình không biết nhưng mà khi mà mình hỏi tại sao cái đơn hàng của mình lần nào cũng năm sáu ngày mới đến đó, thì họ có nói rằng là gì Do đơn vị vận chuyển mình cũng không biết là do đơn vị vận chuyển nào nữa cơ các bạn ạ mặc dù họ là đơn vị vận chuyển nhưng mà họ lại đổ lỗi cho đơn vị vận chuyển thì mình cũng hơi bị rối ở đây rồi đấy và thông thường nhá uh, bên uh, viettel có nói với mình rằng là nếu mà là đơn uh, thời gian giao hàng dành cho đơn chậm nha mình đang nói đơn chậm thôi này mình chưa nói đến đơn nhanh nha mặc dù mình có rất là nhiều đơn nhanh nhưng mà nó thành chậm không ạ à? là ba ngày nhưng mà hầu hết cái đơn hàng của mình là 5 ngày cho tới 7 ngày các bạn ạ nó rất là lâu thậm chí có những cái khách hàng À, ví dụ bạn của mình này đặt những cái biêu kiện hỏa tốc để làm sự kiện mà làm xong sự kiện rồi biêu kiện mới đến thì lúc đó cần cái gì nữa hoặc thậm chí là có những cái uh, người bạn của mình có common như thế này đó chính là gì đó chính là hàng thì hư hỏng vỡ nát rồi thậm chí là nhân viên thì lồi lõm các bạn chỉ cần nhìn vào cái việc là đến giờ đi làm rồi mà nhân viên còn đi uống cà phê đầy đường á thì làm sao mà một cái công ty họ có thể làm nhanh được và mình cũng nghe nói rằng là rất nhiều sàn họ đã phải cắt bớt cái số lượng đơn hàng của bên viettelbot bởi vì họ làm quá chậm mình nghe nói thôi, mình cũng không biết là có chính xác hay không, cái này mình không xác thực được đó, Nhưng mà các bạn chỉ cần nhìn vào một vấn đề thôi, đó là họ đang làm quá chậm à, Cực kỳ chậm luôn các bạn ạ Do đó, mình nói thật với bạn luôn là việc thay vì cái việc họ nổ là họ có 200 con robot đi Thì họ hãy thay đổi cái quy trình của họ đi Hàng là phải đi liền Dù nhanh hay chậm thì đi liền Một cái đơn hàng của mình, mình đặt tại nhà máy ở bên Quảng Châu, Trung Quốc nha các bạn Đặt ở bên nhà máy và khi mà các bạn biết không, họ vận chuyển từ Quảng Châu Trung Quốc về Việt Nam Về đến Hà Nội chỉ đâu đó khoảng 3 ngày thôi Và vào đến Hồ Chí Minh cỡ đâu đó khoảng 6 ngày và maximum nó là 7 ngày Trong khi đó còn liên quan tới uh, nhập hải quan này, nó ABC, nó thông quan tầm lâm tà la nữa nhưng mà nó còn nhanh hơn một cái đơn vị vận chuyển Việt Nam Và mình nghĩ rằng là những cái ngành bán lẻ của Việt Nam ảnh hưởng rất lớn và ngày xưa mình nhớ không nhầm là chủ tịch của MWG tức là thế động ấy Có năm một câu là dịch vụ ngành logistics của Việt Nam quá tệ Thì đây là một trong những con sâu làm giàu nồi canh này các bạn Dịch vụ của họ quá tệ Thứ nhất là cước quá đắt Thứ hai là dịch vụ quá tệ Đó bây giờ cứ mỗi lần mà hàng mà bị thiếu Hàng mà bị chậm là họ cứ đổ lỗi cho nhau không à Trong khi họ không giải quyết Trong khi đấy á, thì bên Trung Quốc á, ra hàng rất nhanh Ha, giao hàng rất nhanh mình không nói là cái việc là các bạn đặt trên sàn đâu, ngay bản thân của mình nhập hàng về thôi thì cũng đã rất là nhanh rồi. Cực kỳ nhanh luôn các bạn ạ. Trong khi đấy thì à, những cái công ty của Việt Nam á, những cái công ty vận chuyển mà có nội nội tại của Việt Nam á thường á làm ăn rất là bụp trộp, đặc biệt là những có cái công ty nào mà nó hơi hướng có một chút gì đó nhà nước thì mình thấy rằng là nhân viên á kiểu như làm cho vui thôi. Họ không có tâm một chút nào cả. Ha? những cái đơn vị vận chuyển như là GNT này, giao hàng tiết kiệm này hoặc là giao hàng nhanh nhá, mình thấy họ làm tới tối luôn á, họ làm đến cái thời điểm mà ví dụ như những cái lúc mà mình cần đưa hàng ra liền luôn á, họ vẫn có ở đó để họ nhận hàng và tiếp nhận hàng cho mình. Còn với Viettel Boss thì no. Họ còn đóng cả biêu cục sớm hơn nữa mà. Họ còn đóng cả biêu cục sớm hơn để đi về thì không còn chuyện gì để nói nữa các bạn ạ. Do đó thì mình khuyên bên Viettel này, Viettel Boss nhá. Thay vì cái việc là các bạn đầu tư 200 con robot để đi phân loại hàng thì các bạn hãy né sang ghé ghé qua gnt đó, xem thử người bên đó họ phân loại như thế nào gnt họ có những cái vấn đề ví dụ như là một số nhân viên nó hay bị ăn cắp hàng của khách hàng ok họ vẫn xử lý được cho mình nhưng mà tốc độ đi hàng của gnt phải gọi là cực kỳ nhanh mà mình chưa bao giờ mình thấy rằng là gnt họ nổ là họ có mấy trăm con robot này nọ đâu mà gnt là một công ty trung quốc này các bạn sang bên đấy học hỏi thôi không có cần phải đi học hỏi bất kỳ một cái đất nước châu mỹ châu âu hay gì gì cả hãy sang bên đấy mà học hỏi hả cái quan trọng đó chính là các bạn hãy đầu tư những cái con robot những con ai gì á mà nó có thể biết được á là khi nào bưu cục đóng cửa rồi khi nào mà nhân viên ra uống cà phê bây giờ các bạn trả lương mà các bạn lấy tiền của shop các bạn đi trả lương cho nhân viên thậm chí các bạn lấy tiền rất cao của shop luôn các bạn đi trả lương cho nhân viên nhưng nhân viên của bạn lồi lõm như thế thì làm sao mà mà có được hàng và thậm chí mình ra một cái bưu cục mình nói thật các bạn luôn mình ra một cái biêu cục viettel á hàng có bao nhiêu đâu hàng rất ít luôn hàng nó ít hơn cỡ khoảng 1 phần 10 so với là GNT cơ nhưng mà 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 tốc độ đi hàng của họ thì phải chậm hơn gấp 10 lần so với GNT GNT có những cái đơn hàng mà ví dụ khách mình đặt chín thôi 29 nha là sáng ngày 31 ở Hà Nội đã nhận được hàng rồi quá khủng khiếp các bạn ạ mình thấy là họ đi rất nhanh luôn nhưng mà GNT thì có một cái vấn đề đó chính là lâu lâu là bị à, uh, ăn cắp hàng mất hàng này nọ nhưng mà họ vẫn đền cho mình đó là những điểm gì mà mình muốn chia sẻ với cho anh em về một công ty nó lại nổ nữa à, Một lại một nổ nữa Thậm chí mình có uh, đăng một cái video lên tiktok ở mấy nghìn lượt xem rồi Thì các bạn ấy có nói như thế này tìm được một khách hàng đó khó rồi Mà về theo ngâm cho 3-4 ngày không à Thậm chí có một shop ở Hà Nội nhá sáu uh, 6 ngày khách hàng mới nhận được hàng Đến nỗi mà khách hàng chờ việc theo bot mà đi viện luôn Nhập viện luôn sau bom hàng luôn Thì các bạn có thể thấy rằng là dù có một tỷ con robot cũng vậy à Không có người giao thì làm sao mà 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 mà, mà khách hàng nhận được hàng đúng không ạ? Cứ suốt ngày đi uống cà phê như thế thì chết Chết chắc luôn Thua, bỏ tay Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các bạn trong video lần sau Bye